cuộc so găng giữa Tô Lâm và Lương Cường, ai sẽ thắng ai? Hiện nay, sự mâu thuẫn của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trở thành tâm điểm cuộc chiến quyền lực trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là cuộc đấu giữa hai phe theo xu hướng bảo thủ và cải cách trong Đảng. Ngay từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những dấu hiệu suy yếu về sức khỏe do tuổi tác, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã mượn danh ông Trọng dưới chiêu bài chống tham nhũng không có vùng cấm để thẳng tay chạm không thương tiếc các nhân sự lãnh đạo cấp cao. Đó là các nhân vật được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn lựa. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chia bè, kéo cánh và dẫn đến sự phân rã tình đồng chí cũng như sự đoàn kết trong Đảng. Sau khi sức khỏe của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có dấu hiệu sa sút nhưng chưa tắt thở, với sức mạnh của phe cánh và sự mưu mẹo của mình, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân danh Đảng đã tự cho mình quyền nắm vai trò tạm quyền lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Đây là việc làm hoàn toàn trái với quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo quy định của Đảng, khi chức danh Tổng Bí thư bị khuyết, Thường trực Ban Bí thư sẽ tạm thời thay thế để chủ trì và chỉ đạo các công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho đến khi Hội nghị Trung ương gần nhất bầu ra Tổng Bí thư mới. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường sẽ là người tạm quyền thay thế, chứ không phải là Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là lý do trong lễ quốc tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người ta thấy tồn tại song song hai cơ quan tổ chức lễ tang khác nhau. Mối bất hòa giữa Lương Cường và Tô Lâm nhanh chóng hình thành và phát triển, trong khi Tô Lâm bất chấp tất cả để thâu tóm quyền lực tuyệt đối trong Đảng. Chỉ trong vòng 172 ngày sau khi ông Trọng qua đời vào ngày 3 tháng 8, Đại tướng Tô Lâm đã nắm giữ hai chức vụ hàng đầu cao nhất của Đảng là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đây là điều khiến cho một bộ phận tướng lĩnh của phe quân đội và một số đông lãnh đạo cấp cao trong Đảng nổi giận. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau đó vào ngày 21 tháng 10 đã phải chấp nhận nhà chiếc ghế Chủ tịch nước lại cho Đại tướng Lương Cường. Giới phân tích đã đưa ra so sánh về các điểm mạnh và điểm yếu của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như sức mạnh tổng hợp của mỗi phe có thể được phân tích như sau. Chủ tịch nước Lương Cường là người có bề dày kinh nghiệm trong quân đội. Trước khi được bầu làm Chủ tịch nước, ông Cường có chuyến thăm Trung Quốc. Điều đó cho thấy khả năng cao ông Lương Cường được lãnh đạo Bắc Kinh hậu thuẫn. Tuy nhiên, điểm yếu của ông Lương Cường là kinh nghiệm chính trị trong lĩnh vực quản lý nhà nước chưa sâu rộng, mà trong sự cố trong chuyến thăm Chile vừa qua, một cận vệ trong đoàn của ông bị cáo buộc là lạm dụng tình dục, là một bằng chứng rõ nhất gây ảnh hưởng đến bộ mặt của quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm thì lại có điểm mạnh về kinh nghiệm chính trị và an ninh. Đại tướng Tô Lâm được đánh giá là chính khách, có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, điểm yếu nhất của ông Tô Lâm đó là tham vọng quyền lực. Tổng Bí thư Tô Lâm có tham vọng nhất thể hóa quyền lực, tương tự mô hình chính trị bên Trung Quốc. Đây là điều trái với truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là điều mà ban lãnh đạo Trung Nam Hải không bao giờ mong muốn. Hơn nữa, Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là có một hồ sơ lãnh tụ quá mỏng nên vẫn phải nhờ cậy của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây được cho là một trong những tử huyệt chết người có thể đẩy ông Tô Lâm vào tình trạng thân bại danh liệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin ngày hôm nay, cuộc so găng giữa Tô Lâm và Lương Cường, ai sẽ thắng? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thấy gì qua lễ sinh nhật lần thứ 75 của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Việc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện trong một số sự kiện chính trị gần đây đã làm dấy lên đồn đoán về khả năng ông Dũng sẽ quay lại chính trường. Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng việc ông Dũng trở lại nắm giữ vị trí lãnh đạo cao cấp là khó xảy ra. Với lý do ông bà Dũng đã 75 tuổi và là người không có tham vọng quyền lực cao. Thay vào đó, ông có thể đóng vai trò cố vấn hoặc quân sư, hỗ trợ cho các lãnh đạo hiện tại như Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và một số các chân rết khác. Tuy nhiên, trên mạng xã hội vào ngày 17 tháng 11, đã xuất hiện những hình ảnh của lễ sinh nhật là 75 tuổi của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại nhà riêng
ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, với rất nhiều lãng hoa từ các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả các cựu tứ trụ cũng đã gửi chúc mừng. Những quan chức đã gãy ghế bởi bàn tay của ông Tô Lâm như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng cùng nhiều quan chức khác cũng tham dự hoặc gửi lãng hoa đến chúc mừng, kể cả tân Chủ tịch nước Lương Cường, người vừa chịu tai tiếng trong vụ bê bối Tuấn Chi Lê, hiện đang công du nước ngoài cũng gửi quà đến chúc mừng. Theo giới quan sát, điều này cho thấy sự ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn rất lớn với chính trị tại Việt Nam. Cho dù trên danh nghĩa, ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho về làm người tử tế kể từ khi thất bại sau cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 12. Tổng Bí thư Tô Lâm vừa đi thăm đảo Bạch Long Vĩ chân ướt chân ráo trở về thì ngay lập tức đi thăm Cà Mau là quê ông bà Dũng trên danh nghĩa để đi dự ngày hội toàn dân tộc. Ông Tô Lâm đã trở thành nhân vật trung tâm tại buổi lễ. Công luận có nhiều ý kiến về lễ sinh nhật của Nguyễn Tấn Dũng. Đáng chú ý có nhiều ý kiến cảm thán thương tiếc cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì nỏ thần vô thức trao tay giặc với lý do sau khi Tổng Trọng qua đời, tiếng ba Dũng là một đối thủ chính trị, người từng làm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thất điên bát đảo, nên lại ung dung trở lại góp mặt trong chính trường. Khi ông Trọng trở thành người thiên cổ, người dân Việt Nam vẫn không quên nụ cười bí ẩn của ông ba Dũng trong lễ quốc tàng của ông Nguyễn Phú Trọng. Điều đó cho thấy mãi đến khi cuối đời, khi đã mồ yên mà đẹp, ông Trọng vẫn là kẻ thất bại. Không chỉ vì không nhổ được cái gai ba Dũng, mà còn để đối thủ và các đàn em thân cận làm chủ và kiểm soát chính trường, loại bỏ hết những người kế cận ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dày công xây dựng. Theo giới phân tích quốc tế, ông Trọng được nhớ đến với chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ mang tên công cuộc đốt lò. Tuy nhiên, đa số cho rằng chiến dịch đốt lò đã làm suy yếu thể chế của Đảng và gây ra sự xáo trộn trầm trọng trong nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc sau lễ quốc tang ông Trọng cho đến nay đã cho thấy sự chú ý của công chúng đã nguội dần khiến hình ảnh của ông Trọng nhanh chóng lùi vào dĩ vãng. Hơn thế nữa, một số ý kiến cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có mối quan hệ quá mức thân thiết với Bắc Kinh. Thậm chí, ông Trọng còn bị cáo buộc là thái thú của Trung Nam Hải ngồi tại Hà Nội. Đồng thời, đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng của chính trị Việt Nam vào Trung Quốc. Từ đó, Trung Quốc đã và đang tạo ra ảnh hưởng trong việc lựa chọn nhân sự cấp cao của Việt Nam. Cụ thể, Trung Quốc được cho là đã chọn sử dụng ông Lương Cường, người thân cận với ông Trọng và có mối quan hệ gần gũi với Bắc Kinh để mà giữ Việt Nam trong quỹ đạo ảnh hưởng của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thấy gì của lễ sinh nhật lần thứ 75 của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de